Yuki đi hết cái chợ Tân Bình luôn mới phát hiện được một chỗ nha. Cái chợ này bán đồ áo dài quá trời đẹp luôn mọi người ơi. Chất liệu vải rất là mịn luôn, mặc đồ vừa phom luôn. Chữ duy nhất ở cái tiệm này bán nha mọi người, Yuki đã đi vòng hết chợ Tân Bình luôn. Yuki thấy đúng một chỗ này bán duy nhất nha mọi người. Cái chỗ này là cái chỗ chuyên bán sỉ, cho nên là lúc mà mình mua lẻ vào á, hầu như là người ta sẽ không bán. Cho nên nếu mà mọi người sẽ mua sắm nhiều tầm khoảng 5 bộ trở lên là người ta sẽ bán cho mình ha. Bà chủ dễ thương nữa. Những gì sao? Thì chẳng thấy hôm qua chảnh nào, hôm qua là kêu mua bán không bán nè. Hôm qua chảnh này hết chảnh rồi. Rồi đây là thông tin shop cho mọi người ai cần ha. Ở đây là chợ Tân Bình nha mọi người ơi. Đi kêu mua quá trời về cho nhân viên mặc luôn á. Quá trời đẹp luôn mọi người ạ. Rồi đây là thông tin quán cho những bạn nào mà cần ha. Thì cái chỗ này rất là dễ đi, mọi người đi đến ngay chỗ chợ Tân Bình thì mọi người đi thẳng vào trong cho Yuki luôn, sau đó mình quẹo trái, sau đó mình quẹo phải là sẽ gặp ngay shop của chị này luôn ha mọi người. Yuki mua một đống luôn, quá trời quá đất luôn. Bây giờ ở này bê hết về Singapore nè.